Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-30 nhé. Dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 1, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất ở thời điểm này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu cái dòng xe crossover nhập khẩu nguyên chiếc sẽ có thể nắm được. Thì dòng xe Mazda CX-30 này có hai phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản 2.0 Premium và phiên bản 2.0 Luxury. Thời điểm trước thì cái dòng xe Mazda CX-30 này có cái mức giá cực kỳ tốt, nhưng mà sau khi hết thuế trước bạ thì dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc này đã bắt đầu tăng giá và tăng lên hơn so với thời điểm trước đâu đó vào khoảng hơn 20 triệu anh em ạ. Cụ thể chi tiết về lăn bánh, về giá, về khuyến mại như thế nào thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ để cho anh em nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản 2.0 Luxury. Bản này thì được thay đổi với mức giá niêm yết ở thời điểm hiện tại thì đang là 699 triệu. Còn đại lý bên em thì cũng đang hỗ trợ là giảm cũng tương đối là nhiều về tiền mặt, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm là dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 802 triệu, trả góp thì đang là 225 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 790 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 776 triệu, trả góp thì đang là 190 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại cái bản Luxury này bên em thì anh em cũng phải ký chờ, đâu đó vào khoảng chục ngày là sẽ có xe về để giao cho anh em. Và anh em mà đặt sớm thì xe về càng sớm, và cam kết là giao xe trước Tết cho anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Bản này thì đang có mức giá niêm yết mới là 739 triệu. Còn cái mức giá khuyến mại của đại lý bên em thì cũng đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt để hỗ trợ cho những anh em nào quyết đoán và vào cọc sớm ở thời điểm này. Và em sẽ tính cái tổng lăn bánh để anh em hình dung cái con số cần chuẩn bị. Khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 849 triệu, trả góp thì đang là 238 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 836 triệu, trả góp thì đang là 220 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 823 triệu, trả góp thì đang là 202 triệu. Với cái bản 2.0 Premium này thì bên em cũng có một số xe để giao loa vào thời điểm ngày mùng 9, mùng 10 tháng 1 này. Anh em nào mà quan tâm cũng như là cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ, cũng như là gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em có thể là cân đối quyết đoán vào cọc anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. On my mind of you and I getting together. Oh, it's like we were meant to be lovers.